chào mọi người, bây giờ gia đình Bình Yến đang đi xuống Sunny Farm đang chạy vui vẻ. Chỗ này là khu, nếu mà đi ban đêm thì đây là khu cà phê ngắm đèn lồng. Còn mình đi ban ngày thì đây bây giờ đây là mình đi cái dốc xuống này, xe thì mình để bên trên. Bình Yến đang lấy cái gì đấy? Lấy đây các bạn thấy không, bóng đèn này cũng rất được sáng tạo ha, cho trong cái ống nước để đảm bảo an toàn nắng mưa. Xin chào, đây là phóng viên của đài Xì Chum TV. Sau khi ăn uống no say với món gọi là bánh mì xíu mại đặc sản Đà Lạt thì bây giờ mình sẽ đi uống cà phê quán Sunny Farm hang. Thì quán này có cầu thang vô cực, gọi là nấc thang lên thiên đường. Hồi trước là mình đi quán trên kia, quán Roman. Đây nè. Vô gọi cà phê chứ. Được rồi, đi nè. Này, giờ mình được đi qua chụp hình. Bên đấy là quán khác ạ. Xin phép kiểm tra giấy mộc tay của anh. Sao ở đây có gì? Ngồi trong đây. Chưa ngồi trong đây thì hơi nóng. Đây thôi chụp cái nấc thang này thì tranh thủ đi. Ô cả nhà, bây giờ là mọi đang đi lên đồi Robin để ăn lẩu rau Leguda. Thì đây trên đường đi lên thì có cây phượng tím đẹp như thế này. Cây cổ gốc khá to. Trên đây có mấy căn biệt thự đẹp lắm. Ồ, hàng rào sơn tùng đúng không? Không, đang quay không quay được. Đi ăn chỗ nắng lên. Chán lên luôn hả? Gì? Ở đây có cổng gì nè, bắt chước Bali. Khá là đông ha, khách đoàn lên đây ăn khá là nhiều. Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay tụi mình đang đi ăn lẩu buffet rau Leguda ở trên Đà Lạt. Và đây là cái lẩu này. Rau trên bàn cũng có thể rau đi ra ngoài ăn. Mình lấy thoải mái. Giá 59.000 một người. Còn lại thì mình sẽ order thêm combo thịt nấm hoặc là order các loại hải sản để mình bỏ vô ha. Ok không? Đó, mình bỏ vô thì order thì giá sẽ dao động từ 189.000 trở lên. Còn nếu không thì mình sẽ order từng món riêng lẻ để mà mình bỏ vô trong cái lẩu nấm này. Tụi mình thì ăn ít cho nên là lo
order món riêng lẻ. Có rất là nhiều nước chấm. Góc bên ngoài này thì khách đoàn nhà họ sẽ đặt rồi. Ở bên sau. Sau. Bạn dưa hấu thì đang ngủ. Bạn Yến ra vui cho dưa hấu ngủ. À rồi. Biên đem mấy kiến lên trộn rau mới đẹp anh. Chỗ này tụi mình ăn hết là 300.000. À, rau ở đây á thì mình đang trộn đây này. Ở ngoài nó có cái nước giấm hồi nãy á, mình có quay cho các bạn thấy rồi đó. Mình ra ngoài đấy mình thích ăn cái gia vị gì mình vô trộn ha. Còn ở đây á là cái nồi lẩu mực bò. Mực rất là hấp dẫn nè. Mình vớt nó lên. Mình cho thêm một miếng. Này là mực baby. Hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.